Today we go into the high mineral reservoir maintenance development procedure. Now, some new I continue number one in the concern, right? Number two, I and four up the rest. Tài, anh Tài ơi. Nghiêm. Anh Chí, anh ấy gọi anh hay sao ạ? Điều quy trình thứ tư là nó nói về cái quy trình thay thế vô đấy rồi nó thay thế cái đếp pháp là cái biến động về điều chỉnh cái đấy. Đầu tiên giới thiệu về cái công sở cái chức năng của ODS này. Chức năng ODS này nó dùng để dừng hoặc là làm chậm cái di chuyển của hệ thống. Nó được sử dụng cho dừng hoặc làm chậm các cái phương tiện di chuyển bánh xe là ngăn ngừa sự di chuyển bởi cái bởi vì bởi máy xét. Đây là giới thiệu thứ hai những cái loại thắng loại phanh trong hệ thống nghiệp có phanh cơ cơ thì có phanh phanh đĩa có phanh phanh đùm rồi hệ thống phanh tự lực và hệ thống phanh phanh điện điện gì kia có lỗ khí được rồi có điện. Tiếp theo là giới thiệu về cái phanh cơ này. Phanh cơ đây bên trái là cái phanh đĩa đĩa thì nó còn có cái bánh này rồi cái này là cái lớp 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 bốn phanh rồi cái motor chỉ motor còn đây là phanh phanh đùm này sử dụng những cái xe đạp hoặc là mấy cái xe máy rồi thì nó cũng có hệ thống rồi so và cái bốn phanh này. Tiếp theo là cái phanh tự lực đây thì sử dụng xe ô tô đây là mô phỏng trong công nghiệp dùng xe ô tô. Cái lớn là phân điện, phân điện tải thiết thay lực rồi phân điện bằng 500 và phân điện lực từ. Tiếp tục là giới thiệu về cái phần thắng trong phần trong hệ thống của tôi hệ thống sửa đen sửa đen mình là ở phần BVR là thì nó sử dụng là chỉ có cái bình xăng hai bình xăng năm rồi đây là cái phần chip nó đỡ thì có những cái treo lên cái bánh xe di chuyển này rồi mấy cái cuộn cáp này mấy quấn cáp này rồi cái treo lên di chuyển ở trên rồi cái viên của cái bưng xe đi hút rồi cái phần di chuyển của cái cabin còn mấy đóng thì nó dùng cái bưng conveyor này rồi cái wheel treo lên còn phần thứ ba kê dùng cho cái wheel driver này bánh xe di chuyển đó. Giờ đây là cái số lượng tổng hợp của cái hệ thống sửa lên của mình. Đề số hàng này là hàng của mắc cửa của Trung Quốc, đề số Trung Quốc. Tiếp theo đây giới thiệu sơ về cái video hệ thống tăng tăng bằng đường. Nó bằng cái bộ này thế này. Armature movement line is the magnet phase. Friction
Đây là mô phỏng cái di chuyển thế này nè. Chỉ bước chụp. Khi mà cái mẹ bắt qua rồi cái lực to nó sẽ ít rồi. Trước đây mình giới thiệu cái tấm pin trong cái chip nó đờ. Cái bộ diều này nó bị hỏng rồi, mình gỡ cái liên mét rồi. Thì bây giờ chỉ còn nói đời này như thế nào. Tiếp tục giới thiệu tiếp cái phòng họ tại treo nó dùng cái kháng chờ 8.5 2.5. Thì cái đây nó có một cái bản tính trong cái quỹ mà nó đây giới thiệu sơ và được anh em hiểu vào cái thời gian của thằng dùng của thằng Bushline 1.5 đây. Còn đây sẽ tính cái tỷ số từ đây trên tay của 2.5 thì nó có bằng bây giây. Có nghĩa là khi mà bước xa nó dừng đó, thì nó bước xa là năm dừng đó, thì bước xa năm nó dừng, bước xa nó chạy tiếp về dây nữa mới ngừng. Do đó khi mà cái này bước xa năm dừng đó, bước xa nó còn chạy tiếp về dây, nó sẽ đổ bước xa năm đó, thì anh hưởng rồi nó như cái chàng đó. Để ngồi đó, đồ lưng đó, nên người ta sử dụng cái thắng cho cái bước xa này. Thế nghĩa là đổ xuống này, một tên nó đến.
tiếp tục là sẽ đánh thời gian với cái hàng BC2, BC5 đó chưa, các BC còn lại thì BC5 nó có delay 7 giây sau với cái mấy cái bài tải ngoại, nên người ta sử dụng nó cũng sử dụng thắng cho BC5 để giảm cái thời gian đi delay lại. Khi mà mấy giờ đi bây giờ BC5 nó thắng nó lại cho nó kịp, nó không phải chạy 7 giây nó sẽ đổ chèn lại ngồi so với mấy cái BC. Còn đây phía dưới là sẽ đánh được BC6 và cái BC còn lại này. Thì tôi nói cái tỷ số dùng của thời gian dùng của mấy bức xe này nó còn không lắm, do đó nên nó không có dùng thắng. Thế đến mình chỉ giới thiệu cái cấu tạo của về cái nguyên lý một việc hoạt động của các thắng trong cái máy của mình. Đầu tiên là cái bộ thắng thể lực bằng thắng lực bằng bom, thì đó nó khiến cho bên ngoài quay tắt được ra một rồi máy đánh mất đó. Thứ của nó là khi mà cái bộ đẩy lên nó đẩy lên thì cái đây nó chỉ mở đây để cho mình chạy, còn nếu mà nó sụp xuống thì cái đây sẽ đóng lại. Thường nó sẽ là nó xuống này, còn khi nó mở thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ đẩy lên và sau đây nó là sau toàn bộ này thì theo nó mục đích là nó được điều chỉnh được cái khoảng cách của hai cái máy tăng này. Tiếp theo đây cũng là chuẩn bị những cái room tăng room, nhưng mà nó có thêm cái bộ đạc bộ đây là bộ bù đỡ mục đích là đỡ điều chỉnh cái vị trí hai cái cần để khoảng cách nó còn. Trong giai đoạn mà mình mòn thì nó chỉ dùng cái này để bù đó, mình có thể mình sử dụng thêm được thời gian nữa. Nếu như nó cũng bị hư rồi thì mình gửi cho đi hàng gỡ sau. Giờ cái máy tính này nó dùng bù bù năm hai bù đó, máy tính kia thì mới được hôm nay nó không được. Tiếp theo mình sử dụng cái phần đĩa thì dùng cho cái chip nó chờ rồi cái máy đóng nóng như nãy mình có theo dõi cái phần chip nó chờ đó, thì nó có cái phần mấy phần như đây thì bộ đẩy đây mục đích là đẩy lên để mở ra, thì mở nó xuống thì cái bộ đẩy nó kẹp lại để giữ giữ cái mặt còn tăng lại, thì nó sử dụng cho mấy cái win như nãy mình có dùng mấy cái win đồ đổ vào mấy cái win đồ motor re win rồi cho nó đó. Khi nó động là đẩy lên, mở đây còn khi xuống là nó sẽ chạy lại. Thì còn có tạo nó còn những chi tiết chưa chuẩn bị đâu. Tiếp tục cái video hoạt động của cái phần đĩa. Thank you.
thì người ta biết tử để nó mở phòng cũng chơi này. Tiếp theo là cái phần phần cảm giác an toàn thì dùng chỉ sử dụng cái sản phẩm ship nó đờ luôn cái máy phần mấy cái pin này nó sẽ kẹp luôn từ cái này nó có cái máy phần có bộ có thì được là đây là cái video của phòng sử dụng cái phần cảm giác đó này nó sẽ kẹp. Tiếp theo thì đến cái phần phân bánh xi, bánh xi dùng cho cái máy đóng máy đóng thì nó sử dụng cái loại hydraulic nó có một chỗ đây nó có một chỗ đây là ray còn đây là phần kẹp của cái thằng cái phân này khi mà điều kiện bình thường thì cái đây cái là cho cái đây nó nén xuống cái đây nó chỉ kẹp vô nó bằng hai phần ray như này. À, thì điều kiện mà khi mà cái mềm còn hoạt động lên đó thì mình sẽ bơm dầu liên tục vào nó sẽ đẩy rất là to lên, đẩy lên mình mở cái phanh để mình di chuyển bánh xì của cái đằng máy đóng này. Đó. Thì cái này nên là to nó cứ to đẩy lên này, để mở cái phanh này điều kiện rồi nó di xuống là nó có lại. Nó thì xuống thì nó có là cái gì hoặc là nó sẽ hoặc là nó bơm dầu và đẩy cái phần lên mở nó bơm rồi nó đẩy lên để mở rồi mở phần này. Thế thì người sử dụng cái bộ phần của thằng chip ok. Ok, nó cũng dùng tương tự như so với cái thằng của máy đóng nó đóng nhưng mà nó khác cái tài hơn chút xíu. Nó có phần kịp ray đây, nó kịp bên hông đây. Còn đây ray nó kịp như đây. Ray là cái này, còn này kịp này. Đây là cái gì mô phỏng nó sơ được. Ok, đó nó. Thì kiểu từ này nó lấy, mở lên tắt lên. Khi mình lấy, tắt lên chút xíu. Bộ phân này, mấy bộ phân này thì thường nó dùng cái bộ lò xo để chế biến. Tiếp tục chỉ giới thiệu cái quy trình bảo trì. Quy trình bảo trì có bảo trì định kỳ thì hiện tại trong cái máy cái OEM mình duy trì được cái phần của cái phần đùm phần nóng này thì thường ở nó trong đó thì khoảng 50 đến 150 giờ động thì mình phải kiểm tra điều kiện định kỳ đó. Hoặc là trong điều kiện mà cái thắng nó hoạt động với số tháng thì phải kiểm tra hết nó. Còn đây là quy trình kiểm tra kỳ thì kiểm tra cái độ bộ đẩy của cái phanh hoạt động thường không, rồi kiểm tra kiểm điều pin rồi ốc rồi kiểm tra cái lực siết của cái thắng nó thay đổi không,
rồi cũng chơi dầu mà nổi lắm hôm nay. Rồi khi mà cái bộ phận cái phòng máy đó nãy giờ phải thay thế đó. Rồi còn cái phần ít còn cái thanh đĩa rồi đây thì lên đây những cái nội dung phần thanh thẻ với đi hết thôi. Thì nó là cái phần khi mà hoạt động kêu hoạt động này máy thì nó cứ mình điều chỉnh cái thử hoạt động lên 20%, rồi trong quá trình điều chỉnh thì mình mới quan sát được chuyện hoạt động nó. Một cái volume thì đây trong volume nó có thì kiểm tra có định kỳ một tuần, một tháng, rồi 40 giờ, một năm, là hàng năm. Rồi sau cái năm, rồi đây là quá trình ô hôn thì kiểm tra để có những cái tìm nội dung kiểm tra trên cái bản thân. Rồi còn phần bơ chơi thì mấy cái phần này cũng thì cái hệ thống đó, thì nó dùng cái hệ thống từ bơ chơi nên mình cũng không còn phải đánh, chủ yếu là hệ thống tự động thì mình hay bổ sung dầu để cho nó hoạt động cho nó đầy đủ để cho hoạt động. Người đây là sử dụng cái bộ đẩy thì nó có những cái đồ dầu được trên cả cái loại này có những cái nó tức cầm nó đổ ra cho nó vọt để mình hoạt động. Thì dùng cái hãng đó thì dùng cái hãng mobile hồ siêu là hình lực đó. Thế thì mình giới thiệu một cái quy trình các thành phần thường hay mòn để hư hỏng đó, thường hỏng hoặc thường để hư hỏng cái phần này. À, cái chỗ cái bắt của cái bố có tán á, những cái hình này thì nó mình giới thiệu đây đa số là ở ngoài công nghiệp thôi, chứ còn trong cái hệ thống mình thì vẫn chưa tìm thấy cái hình đây giới thiệu ra nên biết hơn không. Như điều kiện bố tán mà bình thường trong loại mới thì cũng 1-2 in, còn nếu mà nó mòn hơn đó, thì mình chỉ kiểm tra được theo thời gian để mình biết nó để mình điều chỉnh mình thấy tới nó rồi. Đây là quy trình ví dụ quy trình thay thế bố thắng trong cái phần đường này thì cái nội dung thì nó là những cái bước đầu tiên mình sẽ mở cái phần này dài nó đây mình mở cái phần này đây, sau đó tiếp theo là mình sẽ rút mấy cái mở ốc này đây để mình rút cái phần này. Lưu ý là trên cái bộ phận này nó có mấy cái vấn đề như này và cái khoảng cách này khi mình lắp đặt ra là sơ này để điều chỉnh cho nó hoặc khi mình mở đây á, sau đó mình rút cái bố đánh lên, sau đó mình sẽ chèn cái bố đánh mới vào, sau đó mình điều chỉnh lại như đang làm sau. Lưu ý là cái chỉ sơ này là rất là trọng đó, sau khi mình lắp đặt thì nó chỉ có một cái bảng để mình tham khảo được cái sơ để lắp cho cái bố đánh này. Đây là một cách sơ này, nó chỉ có thì trên loại nào là chỉ có những cái con cách xương để mình chọn những con vật. Khi mình chỉnh cái xương này xong thì mình sẽ vặn nó ốc này kín lại. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ điều chỉnh cái lực siết của cái thắng của cái bố thắng lại, để điều chỉnh cái điều kiện cân bằng của cái trong đường thì mình chú có thấy trong cái quá trình hoạt động thì mình sẽ điều chỉnh cái cách làm được những cái vật yếu cái xét này thì nó chỉ trên đây nó sẽ có một cái ốc trên cái lò xo nó sẽ có ốc để mình điều chỉnh, là nếu mà dặn thì chiều kim đồng hồ thì nó sẽ làm siết chặt lại, còn dặn cho kim đồng hồ thì nó lỏng ra, nhưng mà trong đó nó có một quẻ quy định này như là bộ thắng của năm 100 như này, rồi điều kiện mắt mình sẽ điều chỉnh cho nó hợp với giá trị như cái bảng này. Đây có bên đây này, đây là điều chỉnh này khóc mình điều chỉnh được ship này lên, mình điều chỉnh bằng nó tốt. Đây là cái phần điều chỉnh rồi, cái điều kiện công bằng nha của cái phòng công đoạn đẩy để cho nó phù hợp với cái này để đó khi mình đem dịch trở lên đây cái video để cho còn 24 tháng ít lại được không. Đó, nó cũng có quy định là khi mình đầu tiên mình cũng máy mở ra mình quay lên điều chỉnh bê năm vòng nó, sau đó mình xuống sau đó mình kiểm tra sau cái bảng số 2 này
À, này nó chỉ có một cái bệnh. Đây. Chỉ có cái bệnh mình đó nó kiếm trên ở đó như một hạt bơ như này. Hạt bơ là mấy cái chuyện này. Và tiếp theo là mình điều chỉnh cái phần mà phần lớn với cái mép phần thì nó trên đây nó sử dụng có hai cái ốc. Cái ốc này được điều chỉnh khi ở là đây đầu tiên mình mở hai ốc ra đây điều chỉnh cho cái khoảng cách nó gần lại, sau đó mình ép nó lại, mình vận hành cho mình giữ nó khi mà đứng điều kiện ok thì mình tặng chiếc hai hóc nó lại để cho nó hai bên nó cân bằng với nhau. Đây là cái nội dung của mình nó kéo và trên này đây kết thúc. Anh em có câu hỏi gì mình cần thảo luận không? Anh nghe này kiểm tra số phần nào ta, đó là số máy gì kêu đi đúng không? Ủa cái phần tắt cờ kêu đi nha. Đây. Ờ, khi mà nó bị hư lắm thì lật thôi. Vậy nó cũng giống như trường hợp mà bị mình cắt điện thôi. Thì cái thằng này nó cái trục này nó chỉ đi xuống và nó sẽ kẹt nó thành là lại. Thì nó chỉ hoạt động khi mà mình có điện mình chạy rồi thì nó chạy hoạt động thì nó có đẩy này lên nó mở thôi. Còn nếu mà gặp sự cố rồi nó chỉ tự động nó hãy xuống nó đóng với cái phanh lại. Đúng rồi, xuống miếng lại đó. Khi mình có thi lực thì nó đẩy lên nữa, giãn là to đây nó mới mở được. Còn nếu mà giờ mà không có thi lực vô thì cái chụp đây vậy như nó đi xuống thôi, giống như đi xuống thôi thì nó sẽ quay lại. Ừ, nguyên lý của nó là giống giống nhau như vậy quá em. Đúng rồi, cái kim người ấy nó trì ra có thể nó chỉ hệ nó chỉ giảm xuống, nhưng mà nếu mà dừng nữa đến mức nào thì có thể nó là to, nó cũng nó hở ràng ràng, nó sau ấy nó đóng lại thì tùy theo cái áp lực của nó. À, anh nghĩ là nó nếu mà nó kẹp thì nó cũng có thời gian, nó cũng có điều rồi không ai lúc thích cái gì á. Rồi kẹp đây cũng dữ luôn á. Alo, cái này em có bổ sung một chút cái chỗ ý kiến của anh Chí, đó là không may nó kẹp á thì con su nó đổ nhào á. À, thì nếu mà khi nó kẹp cái thì đồng nghĩa với việc là các cái bánh xe của cái con su nó sẽ không không chạy được hoặc nó bị lì. Khi bị lì như thế thì hệ thống inverter của con sim anode là nó sẽ có các cảm biến dòng các thứ của hệ thống đó, nó sẽ ngắt luôn chứ không để cho nó diễn ra đâu nhỉ. À, thế có thế thôi, em xin hết rồi.
không biết là trong này nó có hệ thống đúng bảo rồi, vệ là gì cái không công nữa. hơi nhiều á. Chắc nó phải có hệ thống bảo vệ khi mà, bởi vì rằng cái hệ thống, các cái hệ thống thủy lực này chắc nó sẽ phải có liên quan đến như là nhiệt độ hoặc là áp suất. Thì có hiện tượng xì áp thì nó sẽ ngừng hệ thống khác gọi là liên động. Cái đó thì em chưa chắc, thì em chưa chưa coi được cái hệ thống này như nào à. À cái đó và để em nghiên cứu, nhưng mà nghe chừng nó hơi khó tại cái logic của nó ít quá. Anh em có câu hỏi nào không? Mình thảo luận như cho vui. À, anh Tài cho em hỏi chút là cái các cái transfer tower là cái việc mà đổ than từ cái băng tải trên xuống băng tải dưới là nó thông qua hay là nó có thể chặn lại ở trong giữ hay ở trong phễu ở trong hopper? Cái nếu mà cho giai đoạn thường đó, thì nó hoạt động là đổ, nếu chạy các bạn phải chạy nhau thì nó chỉ hết trong cái kiểu thì trường hợp dừng là như này, nãy nói là dừng do cái thời gian chở hai băng tải với nhau thì nó mới còn động kiểu thôi. Em ví dụ nha, ví dụ như là băng tải số 2 và băng tải số 5 nó có một cái tháp tháp T2 nữa. Đó. Thì bây giờ băng tải số 2 vẫn tiếp tục chạy và nó đổ vào cái hopper, thì băng tải số 5 nó dừng lại thì cái hopper đó nó tiếp tục truyền than xuống băng tải số 5 hay là nó giữ lại than trong hopper? Nó chỉ chìm số năm rồi nó chỉ giữ lại một phần ở trong đó. Nếu mà bạn tải số năm mà dùng miết luôn đó, thì nó chỉ động nó thang lại trong cái kiểu đó luôn em. À, thế thì nếu mà không cần bỏ thắng luôn ở hai đi thì nó vẫn đổ than vào trong cái phễu thôi chứ có gì đâu nhỉ? Thế có cái lý do gì để mà nó bổ sung thêm 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 thắng ở băng tải số 2 ta? Ý ý anh này nó bổ sung thêm thắng là trường hợp này số 5 nó bị dừng á, là nó chỉ thắng nhiệm vụ nó chỉ thắng số 2 lại để giãn thời gian sau delay sau số 5 á. Nếu mà số 2 nó vẫn chạy biết á, số 5 dừng thì chỉ tăng nó đổ xuống như này. Khi mà nó đổ xuống số 5 thì nó tràn lại ngồi nó chỉ ứ lại trong cái kiểu rồi nó phun hết À, số 5 à à tức là nó không có ngắt ở trong phễu mà nó cứ đổ liên tục xuống số 5 là nó sẽ rồi tràn ra nó ngoài. cứ đợi cái kiểu là nó Vâng. đổ từ ngày thứ năm full nó rồi xong thì nó sẽ tiếp tục nó giữ ở cái phiếu đổ muốn cái kiểu nó sẽ đầy nó chèn lại ngồi luôn. À tức là cái phễu đó là không có cửa đóng. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn. À, anh Tài cho em hỏi thêm câu nữa, tức là các cái phanh này thì là ví dụ như là nó sẽ tính ở trạng thái full tải và trạng thái không có tải. Thế thì là các cái thắng này thì thường nó chọn ở trạng thái full tải thì nó chọn ra thắng.
Vậy thì nó khi ở trạng thái phun tải như này mà nó em chỉ ví dụ thôi là nó kẹp một phát là nó dừng dừng khựng luôn cả cái thằng BC2, chứ nó đâu cần phải để thời gian của BC2 và BC5 là bằng nhau đâu nhỉ. Nó khựng tức là thằng BC2 nó chỉ bằng không luôn cũng được đúng không? Với lại anh nghĩ là cho nó trong cái vòng tháng đó, có điện nó chỉ có delay bay qua nhưng mà được cái là nhiều người chỉ là Nó tính được cả cái thời gian delay luôn á. rồi nó chỉ có cái thời gian delay thôi đó thì nó mới rèn được cái quẻ đó chứ Nhưng còn mà không, em hiểu tức là đây là ở trạng thái là có phanh hay chưa phanh nhỉ? Tính để chọn phanh vậy tức là khi mà nắp nắp phanh vào mà nó xuống còn không dây luôn thì là tốt hay là không tốt? Chữ số 2 Tức là nếu mà càng gần không thì càng tốt đúng không? Em hiểu. Ý nghĩa cho nó là cái phanh phanh vậy là số 6 nó có còn 5 giây đỡ đỡ nó dừng luôn phải 7 thì có 5 giây á thì hai cái hiệu số bằng không á chứ phải là nó cái bấm cái là ngay ngay 0 giây luôn anh ơi tính hiệu số rồi. Cơ mà em coi thì là giờ giữa các cái công suất của các cái thằng motor là nó khác nhau. Thế thì sao nó không để các cái vận tốc và các cái công suất của thằng motor là tương đồng nhau để nó không cần phải gắn phanh và nó đều hơn được nhỉ? Cái đó nó thuộc cái phòng thiết kế rồi ừ. Đúng rồi. Đúng, đúng rồi, chiều dài băng tải khác nhau, đúng rồi, em cảm ơn. Mà quay mấy cái test khác nhau nữa. Em không còn câu hỏi nào nữa, em cảm ơn nhé. Rồi cảm ơn. Hello anh Tài ơi, cho hỏi một câu anh Tài. Mấy cái vị trí mấy cái thắng này á, mà băng tải với lại trên mấy cái con máy phê đóng như con ship loader á, thì khi mà cần đóng đóng hoặc là mở thắng á, thì mình đóng trong nhà điều khiển hay mình người vận hành đứng tại vị trí thắng đó mình đóng mở bằng tay á, anh Tài nhỉ? Không cái đây nó từ phòng đóng điện cái phòng điều khiển đóng mở là trên phòng điều khiển chỗ cabin luôn nha Với lại nằm trong cái nhà điện hay sao, khi mình còn đúng đóng thì khi mình dùng băng tải thì mình nhấn nút đóng đóng rồi thắt lại thôi sao? nó nằm trong cái phòng mà cabin có điều khiển với cái đó nhưng mà Các cái thắng này đa phần là được hoạt động tự động bởi hệ thống PLC, như là ví dụ như là có lỗi một xảy ra thì thắng nó sẽ kích hoạt, hoặc là như những cái tín hiệu emergency hoặc tín hiệu như kiểu full core switch nó sẽ, hay là tín hiệu từ cảm biến lệch băng tải nó sẽ kích hoạt và nó bắt nó gửi lên hệ thống PLC của nhà điện ở của nhà co-handling system, và PLC đó nó sẽ ngắt cái tín nó gửi cái lệnh stop không cho nó các cái motor này chạy,
thì khi mà gửi lệnh stop motor thì đồng thời thắng nó cũng sẽ kích hoạt luôn rồi. Nhưng mà mấy vị trí thắng là thắng điện thì nó mới kích hoạt, cho nên mấy cái thắng là thắng cơ thì làm sao nó kích hoạt được? Đâu, thắng nào cũng có liên quan đến điện chứ nhỉ? Thắng thắng này mình điện thôi Nhật ơi. Thắng là điện không á. Đó là thắng điện hết á. Tất thắng cơ mình sử dụng cho cái công nghiệp thôi, mình thôi công nghiệp rồi thôi. Ví dụ như là thắng thắng cơ thì nó sẽ có điều khiển motor để tác động vào thủy lực hoặc là lò xo đó, hoặc các cái khác thì nó có liên quan đến các cái đó. Alo, anh Tá, anh Thái ơi. Nghe nè. Cái con sim Another á, em đọc cái tài liệu của nó về cái motor của thằng Napping á. Cái motor đó theo như tài liệu nó nói là nó có đến hai loại thắng, một loại thắng thứ nhất là thắng working, tức là city break, một loại nữa là working break, một loại nữa là thắng an toàn là safety break. Nhưng nó không nói cụ thể là vị trí ở đâu mà để mà hoạt động cái motor đó, nó gồm có hai cái thắng đó. Em không biết là trong trong tài liệu về thắng của anh nó có đề cập đến không nhỉ? Không, tài liệu anh lỗi nguyên lỗi nó còn một cái motor cũng không rõ lắm. Anh nếu mà có tài liệu đó anh sẽ giúp em về cái con, em thử tìm hiểu thêm về cái motor của cái nâng cần á, gọi là napping motor á, là nó có hai loại thắng như thế. Bởi cái quy trình hoạt động của nó, cái logic để mà hoạt động cái motor khi mà nâng cần nó có đến mở hai lần thắng. Chắc nữa anh tham khảo thôi. Trong trong cái cuốn, trong cái cuốn logic của khi mà nâng cần thì là để mà mở được, để mà nâng được cái cần thì đầu tiên là phải mở được cái safety brake trước. Khi mà mở safety brake thì ấn ấn chạy á, thì cái ấn nút chạy motor thì cái motor, cái chế độ như có một cái thắng tự động của motor là nó sẽ mở ra thì motor mới chạy được, tức là có hai lần thắng. Okay. Nó hai hai thắng an toàn với một cái thắng thứ đĩa đó. Vậy hai cái thắng đó là giống nhau hay là khác nhau nhỉ? Khác nhau. À. Cái thắng đĩa là thắng kẹp, còn cái thắng 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 là thắng an toàn rung gì nãy anh có giới thiệu với anh. Đây là phần thắng đĩa này. Thắng đĩa là nó như này, rồi cái còn là thắng an toàn là này. Đây anh ấy đây đó, đây là đây là còn thắng an toàn, còn cái thắng đĩa là kia nãy mới vừa xem á. Hai loại nó khác nhau. Ở đây này là thắng trống à, trống. Đây là drum là ở sau này em thấy cái này giống như thắng đĩa vậy. Cái anh đang ăn sâu này. Không, cái đây do cái cấu tạo nó khác nhau thôi. Nhưng mà cái nguyên lý nó là kẹp giống thắng đĩa thôi, kẹp tự thôi chứ. À.